Thưa quý vị và các bạn, một trong những nhiệm vụ giải pháp cụ thể đề ra trong nghị quyết số 21 ngày 16 tháng 6 năm 2022, hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới là kịp thời cụ thể hóa chủ trương của cấp trên phù hợp với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở Đảng, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh. Hiện thực hóa nội dung trên, nhiều địa phương trên cả nước đã triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả rõ nét trong viện của Đảng ở cơ sở. Và sau đây là ghi nhận tại Đảng bộ huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Là địa phương có địa bàn rộng tới 20 ấp, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau hiện còn 4 ấp thuộc diện đặc biệt khó khăn. Đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn khoảng 9%. Thực hiện hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, Đảng bộ xã Nguyễn Phích đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò nêu gương của đảng viên trong công tác giảm nghèo. Thực hiện quyết liệt hiệu quả công tác phân công đảng viên, tổ chức đảng, đoàn thể và phối hợp với các đơn vị, tổ chức, phụ trách giúp đỡ hộ nghèo, thoát nghèo. Các cái mô hình bám sát theo hộ dân để đôn đốc, động viên bà con là thực hiện tốt các cái mô hình mà được đầu tư. Các đồng chí đảng viên là gương mẫu tự phát triển kinh tế gia đình, từ đó thì vận động bà con cũng học hỏi theo để là làm ăn phát triển kinh tế để xóa đói giảm nghèo. Thì từ đó cái tình hình kinh tế xã hội của ấp rất là phát triển, cũng như đời sống bà con dân thì thời gian qua thì đến nay cũng ổn định. Trước đây, gia đình đảng viên Hồ Văn Khải chỉ trông chờ vào số tiền thu được sau mỗi đợt thu hoạch rừng tràm 5 năm một lần. Từ khi có mô hình trồng cam kết hợp chăn nuôi này, gia đình ông Khải có thể trang trải cho cuộc sống thường ngày. Nhận thấy hiệu quả mang lại, ông Khải vận động bà con trong ấp nhân rộng mô hình để cải thiện kinh tế hộ gia đình. Các đảng viên trong chi bộ mình thì cũng thường xuyên đi tới hộ nghèo với bà con, vận động bà con để sản xuất các thứ ra cây ra con để phát triển kinh tế. Thì nói chung mình ở đây thì cũng ổn, về cái hộ nghèo nó cũng hơi giảm. Đó là cũng đảng viên mình cũng vận động dữ lắm, vận động bà con để phát triển kinh tế. Những gia đình nào mà có chuồng trại sẵn thì tụi tôi cũng tuyên truyền bà con để chăn nuôi heo. Đó, rồi có vườn rộng thì nuôi gà, nuôi vịt. Nó còn có liếp sẵn thì vận động bà con trồng cây ăn trái, trồng hoa màu, trồng chuối để từng bước để thoát nghèo. Qua một năm có 6 hộ là tự viết đơn xin thoát nghèo. Đó, hiện nay qua đầu năm 2024 thì còn lại là 10 hộ nghèo. Nghị quyết của chi bộ đề ra đầu năm là năm 2024 này sẽ thoát từ 5 tới 6 hộ nghèo nữa. Đảng bộ huyện U Minh, tỉnh Cà Mau có 50 tổ chức cơ sở đảng với 3.857 đảng viên. Xác định rõ công tác xóa đói giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thời gian qua huyện ủy U Minh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Trong các chương trình quý 6 tháng và nghị quyết của năm là huyện ủy cũng đề ra các cái giải pháp lãnh đạo chỉ đạo cái công tác giảm nghèo, và đặc biệt thì là huyện ủy cũng đã ban hành cái nghị quyết chuyên đề về phân công tổ chức cơ sở đảng và đảng viên phụ trách hỗ trợ và giúp đỡ hộ nghèo. Từ cái việc làm nêu trên, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm của huyện là giảm từ 2 đến 3%, và hiện nay thì là trong toàn huyện hộ nghèo giảm còn 4,68%. Và trong đó thì không có một cái đảng viên là hộ nghèo. Câu chuyện ở Đảng bộ huyện U Minh cho thấy, lấy cán bộ đảng viên là hạt nhân nòng cốt không chỉ giúp nhân dân thoát nghèo bằng những mô hình phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, mà còn có thể giúp các cán bộ đảng viên rèn luyện đạo đức cách mạng, xây dựng uy tín, hình ảnh, tiếng nói của cán bộ đảng viên đối với nhân dân.